xíu dữ vậy, cắt ra trời phải. Đây là cục đá nó nhô cao nhất luôn. Các bạn trẻ thanh niên leo múc lên đó. Cái hình giả nha các bạn, cái tượng chứ không phải là người thiệt nha. Ta làm cái hai cái hình tượng cho nó đẹp.
Rồi chú đi nha. Tháng mai có ấy thì ghé chơi. Chưa biết ghé không? Thì đang trên đường về các bạn. Bây giờ mình sẽ ghé hồ Cà Bạ đó, thì Cà Bạ chơi một tí. Có thể là mai mình khỏi ghé nữa. Cái con đường mới mở đó các bạn. Đường này quỹ ban mở. Nó từ dưới chân núi và thẳng lên, lúc trước là đi theo cái đường cũ rồi các bạn. Hả? Cái gì? Chạy lên chùa cho nó ra. À, không về luôn. Đây cái đường này đường cũ rồi các bạn. Cái đường cũ hồi xưa là đất đỏ, bây giờ là cũng cán bê tông luôn rồi. Thì cái đường này là cũng lên chùa Tà Bạ luôn các bạn. Đó là về tay phải là lên chùa. Ta phải là lên chùa nha các bạn. Đó. Chùa nó cũng có làm một cái đường lên trong núi nữa. Đây cổng chùa đó các bạn.